Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992 nữ mạng. Tổng quan, nữ Nhâm Thân vất vả lúc đầu nhưng về sau thì có nhiều may mắn cả về tình duyên lẫn cuộc sống. Và sau đây, để biết diễn tiến vận trình của nữ mạng tuổi này, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi những phân tích tử vi chuyên sâu sau đây. Xin mời. Gia chủ Nhâm Thân sinh năm 1992 nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung Khôn, mạng kiếm phong kim, gương vàng, xương con khỉ, tướng tinh con dê, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Nhâm Thân qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng cô này, vàng trong cây kiếm ít người tìm ra, xanh nhằm tháng chạp tháng 3, mùa thu rất tốt sinh ra đặng mùa, thuận sinh kẻ đón người đưa, kẻ hầu người hạ sớm trưa nhẹ nhàng. Lỗi sinh, cực khổ lang thang, tay bùn chân lấm lang bang ngoài đường, nợ tình cũng chẳng thuận đôi, khiến cho tan rã cuộc đời quạnh hưu. Số phải chịu cảnh xa quê, lập nghiệp xứ lạ mới nên ra đàng. 30 có củ chẳng an, 40 mấy chắc mới an cuộc đời. Tổng quan, nữ tuổi Nhâm Thân cuộc sống trải qua nhiều khó khăn vất vả, thăng trầm, lúc lên lúc xuống, không ổn định. Thời trẻ lập nghiệp gặp nhiều rủi ro, cuộc sống có phần chưa ổn định. Sau khi lập gia đình, cuộc sống bắt đầu ổn định, tươi sáng. Sang tuổi trung niên, công việc làm ăn phát triển, nhiều may mắn tốt đẹp, về già có hưởng phúc từ con cháu. Tổng kết, nữ Nhâm Thân vất vả lúc đầu nhưng về sau có nhiều may mắn cả về tình duyên lẫn cuộc sống. Nữ tuổi Nhâm Thân hưởng thọ trung bình từ 75 đến 85 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện, tu tâm dưỡng tính sẽ được gia tăng niên kỷ. Tình duyên, sinh vào các tháng 1 và 7 âm lịch, trong tình cảm Nhâm Thân không quá thuận lợi, may mắn. Con đường tình duyên có nhiều chông gai, trắc trở, tình duyên của họ vướng phải nhiều cản trở trong cuộc sống. Sau kết hôn tình cảm tốt đẹp nhưng lại khá thiếu thốn về mặt tiền tài, ban đầu làm ăn có phần thua lỗ, muốn có được cuộc sống tốt đẹp thì hai người cần phải cố gắng hơn nữa trong công việc, gặp phải thất bại cũng đừng nhụt chí. Người sinh vào các tháng 2, 5, 9, 10 và 11 âm lịch có cuộc sống hôn nhân nhiều niềm vui nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều cản trở, sau kết hôn cẩn thận, không vướng phải chuyện thị phi làm ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên. Sinh vào các tháng 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch, tình duyên của Nhâm Thân thuận lợi và không có gì ngăn trở. Sau kết hôn, họ sẽ có được một gia đình hạnh phúc, êm ấm và có nhiều tài lộc, gia đạo công danh. Về gia đình, sau kết hôn có nhiều niềm vui, càng về sau càng may mắn, hạnh phúc. Về sự nghiệp, Nhâm Thân thành công khá sớm, con đường sự nghiệp nhiều may mắn, ít rủi ro. Năm 30 tuổi, sự nghiệp vững chắc và có tiền tài về sau. Để củng cố và tăng cường vận hạn, gia đạo, sự nghiệp, giúp bản mệnh ngày càng thăng tiến và có được nhiều thành công, hạnh phúc. Phong thủy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ nên sử dụng pháp khí của nhà Phật, đó chính là Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để tiêu trừ vận xấu. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế, được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp vô quan tượng trưng cho quyền lực, sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ, giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên, địa và nhân. Vòng trong cùng khắc bộ lục tự đại minh chú, Om Mani Padme Hum, là công nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế của hình ảnh đài sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để tiêu trừ bệnh tật, kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho gia chủ.
Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, bát nhã tâm kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý vị gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, mọi chuyện xấu sẽ tự lánh xa. Tuổi hợp làm ăn. Khi quyết định lựa chọn đối tác làm ăn kinh doanh đầu tư thì nữ nhâm thân nên chọn những người sau đây để hợp tác thì sẽ rất thuận lợi và có nhiều may mắn, đó chính là nhâm thân Giáp Tuất và Mậu Dần. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với một trong số các tuổi nhâm thân Giáp Tuất Mậu Dần Canh Thìn, cuộc sống của nữ nhâm thân sẽ càng tươi đẹp, hầu như không phải vướng bận về bất cứ chuyện gì trong cuộc sống. Sau kết hôn có vận tiền tài, cuộc sống ngày càng giàu có, hưng thịnh. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng, đạt được nhiều thành tựu to lớn và danh tiếng. Nhâm thân hợp với các tuổi trên sẽ tạo ra nhiều tài lộc, tiền bạc, tình cảm và cả danh vọng. Kết hôn với một trong số các tuổi Đinh Sửu, Thân Mùi, Kỷ Tỵ, cuộc sống hôn nhân tốt đẹp về mặt vật chất nhưng tình cảm lại không thuận lợi. Cuộc sống giàu sang đầy đủ nhưng các thành viên lại có ít thời gian quan tâm tới nhau, dẫn tới tình cảm phai dần. Cuộc sống mang ý nghĩa hạnh phúc trọn vẹn thì nhâm thân nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái, gắn kết tình cảm. Kết hôn với một trong số các tuổi Quý Dậu hoặc Kỷ Mão thì cuộc sống gia đình sẽ không được may mắn như các tuổi khác. Sau kết hôn, tài chính thiếu thốn, công việc không ổn định, gặp nhiều trắc trở dẫn tới nhiều sầu lo. Thời gian sau cuộc sống tốt đẹp lên một chút nhưng cũng chỉ ở mức khá giả, chăm chỉ làm việc, đời sống vật chất sẽ được đầy đủ. Tuy nhiên nếu sinh con, nhâm thân sẽ gặp nhiều may mắn. Có những năm mà nhâm thân không nên tổ chức hôn lễ do không hợp tuổi sẽ dẫn tới đời sống khó khăn, đó chính là 22, 28, 34, 40 và 41 tuổi. Tuổi đại kỵ, nhâm thân xung khắc với các tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Nhâm Ngọ, Đinh Hợi, Mậu Tý, Canh Ngọ và Giáp Tý trên các khía cạnh của cuộc sống. Đó chính là thứ nhất, tình duyên. Nếu như lỡ yêu thương và nên duyên với một trong số các tuổi trên thì cuộc sống hôn nhân có thể gặp nhiều khó khăn, đời sống vật chất thiếu thốn. Thứ hai là trong hợp tác làm ăn. Nếu nhân thân lựa chọn người này để cùng làm ăn buôn bán thì sẽ khó bề thành công. Không những như vậy còn có thể bị liên lụy dẫn tới hao tài. Để tránh nhân khí của các tuổi kỵ tác động vào trong cuộc sống, bản mệnh có thể đeo vòng tam hợp Quý Thần để hóa giải. Mang vật phẩm này bên mình, bạn còn có thể được sự tương trợ của quý nhân giúp đỡ, mang lại tài lộc và may mắn cho mình. Cụ thể với tuổi Thân, nữ chủ nên dùng vòng tay tam hợp Thân Tý Thìn là phù hợp với tuổi của mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên mã não màu đỏ có khắc hình ba linh vật Thân, Tý, Thìn, mang năng lượng hội tụ, chiêu đón thần tài vượng khí cho thân chủ. Đồng thời nhờ sức mạnh của tam hợp, quý thần sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ xung quanh, giúp bản mệnh dễ dàng có được sự giúp đỡ của người khác trên con đường tiến thân. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long Thân Tý Thìn cũng cần phải được hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi đều có thể phát huy được công năng phong thủy tốt nhất, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Năm khó khăn nhất trong cuộc sống, có những năm mà nhâm thân gặp khó khăn nhiều hơn các năm khác, cuộc sống vất vả, đó là 24, 26, 30, 33 tuổi. Vào những năm này, nữ nhâm thân phải thận trọng và chú ý những cách giải quyết sai lầm và ảnh hưởng nghiêm trọng về sau. Diễn biến từng năm. Từ năm 18 tuổi đến năm 22 tuổi, trong những năm này tình cảm vợ chồng có nhiều sự thay đổi. Năm 18 tuổi có một mối tình đẹp nhưng sau đó tan vỡ nhanh chóng. Năm 19 tuổi gặp được một tình yêu mới hạnh phúc và rất có thể sẽ dẫn tới hôn nhân sau này. Năm 20 tuổi tài lộc dồi dào, công việc nhiều may mắn. Năm 21 tuổi, sự nghiệp có những bước tiến mới, tạo dựng được công danh. Năm 22 tuổi, tình cảm có nhiều vướng mắc, nếu không giải quyết tốt sẽ dẫn tới phai nhạt. Từ năm 23 tuổi đến năm 25 tuổi, đây là khoảng thời gian đẹp và hạnh phúc, thích hợp kết hôn. Năm 23 tuổi, công việc có chút biến động nhưng không ảnh hưởng nhiều tới tiền bạc. Năm 24, 25 tuổi, cuộc sống gia đình hạnh phúc, êm ấm. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, những năm này tài lộc dồi dào, trong cuộc sống công việc gặp nhiều may mắn, sự nghiệp có nhiều hanh thông. Năm 30 tuổi, đặc biệt có số tiền của, trong năm thu nhập kiếm được một khoản khá nhiều. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, trong những năm này gặp phải nhiều điều không may mắn. Năm 31 và 32 tuổi, cẩn thận, bệnh nặng bất ngờ. Năm 33 tuổi, ra ngoài cần chú ý đề phòng tai nạn. Năm 34 tuổi, làm ăn gây thiệt hại thất thoát tiền của. Năm 35 tuổi, có bất ngờ về tài chính. Năm 35 đến 40 tuổi, 35 tuổi công việc làm ăn phát triển mạnh,
thu hoạch được nhiều từ các cuộc giao thương. Năm 36 tuổi chú ý hơn trong các quyết định liên quan tới đầu tư, cẩn thận kẻo hao tài. Năm 37 tuổi được quý nhân giúp đỡ, công việc phát triển không ngừng và thuận lợi. Năm 38 tuổi tình cảm gia đình có nhiều hay đẹp, các thành viên yêu thương gắn bó. Năm 39 và 40 tuổi, nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống gia đình có phần êm đẹp, nhiều niềm vui. Trong năm nếu thực hiện giao dịch làm ăn sẽ thu được những kết quả bất ngờ. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, trong những năm này hay xảy ra biến cố. Về công việc, vào năm 41 và 44 tuổi gặp nhiều cản trở, cẩn thận hơn các mối quan hệ xung quanh, không nên quá tin tưởng vào người khác, cẩn thận tiền mất tật mang. Tình cảm ở các năm 42, 43 tuổi rất thuận lợi, tốt đẹp. Tuy nhiên, vào các năm 44, 45 tuổi, tình cảm có nhiều biến động, làm ảnh hưởng tới các thành viên trong gia đình. Trong năm, nhâm thân cần nên dành nhiều thời gian hơn cho chồng và con cái. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, năm 46 tuổi, công việc làm ăn có phần không thuận lợi, hao tài, điều đó cũng làm ảnh hưởng không tốt tới hạnh phúc gia đình. Năm 47 tuổi, không có nhiều vấn đề xảy ra, là thời gian thích hợp để nghỉ ngơi, thư giãn. Năm 48 tuổi, có số hoạch tài. Năm 49 tuổi, tình cảm thuận lợi, có nhiều niềm vui về con cái. Năm 50 tuổi, gia đình tốt đẹp, hạnh phúc, yên vui. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, năm 51 tuổi, cuộc sống có nhiều may mắn, có số tài chính. Năm 52 tuổi, cẩn thận hơn trong công việc làm ăn, đề phòng các bệnh nhỏ. Năm 52, 53, 54 tuổi, nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, quan tâm tới những người xung quanh. 55 tuổi, tình cảm có phần may mắn, con cái thành đạt, rạng rỡ gia đình. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, trong những năm này nên cẩn thận hơn về sức khỏe, chủ yếu điều dưỡng bản thân là chính, công việc sự nghiệp không cần phải quan tâm. Năm 60 tuổi, được hưởng hạnh phúc bên con cháu, tài lộc có phần tăng cao. Thưa quý vị, xem tử vi chọn đời là cách để chúng ta biết được vận trình cuộc đời của bản thân sẽ ra sao. Nhờ vậy mà mỗi người sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai sắp tới. Tuy nhiên, quý vị cũng nên nhớ, những luận giải này chỉ mang tính tương đối. Bạn không nên quá bi quan, chán nản nếu như vận mệnh của bản thân được tiên đoán không thực sự thuận lợi. Bởi như chúng ta vẫn hay nói với nhau, đó là đức năng sẽ thắng số năng. Sống tích cực sẽ có được kết quả tích cực.